Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Trí thông minh nhân tạo cần phục vụ nhân loại. Đoàn kiểm tân Xuân Lộc đi thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Con Tum, Gia Lai. Đúc kết của cha Lombardi về cuộc gặp bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Tin Vatican, trí thông minh nhân tạo cần phục vụ nhân loại, trong buổi tiếp kiến sáng 25 tháng 2 năm 2019 dành cho 300 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống, Đức Thanh cha nhấn mạnh cần đặt trí thông minh nhân tạo phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung. Hèn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống nhóm tại Vatican trong 2 ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2019 về chủ đề Luân lý đạo đức người máy, con người, máy móc và sức khỏe. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng một đàn sự phát triển kỹ thuật giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề không thể vượt qua được cho đến ít năm gần đây và chúng ta biết ơn các nhà nghiên cứu đã đạt được những kết quả ấy. Nhưng đàn khác lại nảy sinh những khó khăn và đe dọa nhiều khi nguy hiểm hơn những đe dọa trước kia. Khả năng làm được có nguy cơ làm lu mờ người làm và vấn đề làm cho ai. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, máy móc không phải chỉ giới hạn vào việc tự lái, nhưng rốt cuộc nó lái con người. Và Đức Thánh Cha tái nhắc nhở rằng, trí khôn nhân tạo, kỹ thuật người máy, và những căn tân khác về kỹ thuật phải được sử dụng để góp phần vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta thay vì ngược lại như một số thẩm định đã báo trước Tuyên bố với báo giới, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống cũng khẳng định rằng không có máy móc nào có thể thay thế cho các quan hệ giữa con người với nhau như giữa bác sĩ và bệnh nhân. Ngày nay chúng ta cần một khế ước mới giữa con người và kỹ thuật. Tin giáo phận Sơn Lộc, Đoàn Kiểm Tân Xuân Lộc đi thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Con Tum Gia Lai. Với một tấm lòng luôn yêu thương đến những thân phận nghèo khổ trong những ngày 22 và 23 tháng 2 nhằm ngày 18 và 19 Tết kỳ hợi, Đoàn Kiểm Tân Xuân Lộc đi thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Con Tum và Gia Lai. Đoàn Kiểm Tân Xuân Lộc gồm 70 người già trẻ do Thầy Cô Nguyễn Văn Kiểm làm trưởng đoàn, đã lên đường vượt qua hơn 700 cây số, mang theo 7 tấn gạo, 16.000 gói mì tôm, 400 lít nước mắm, 400 lít dầu ăn, 400 ký đường, 200 ký bột ngọt, 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác, cùng bánh kẹo để đến với bà con vùng Đắc Tô. Một địa danh mà thời chiến tranh cùng với Charlie, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Đoàn cũng ghé thăm các nhà cô nhi Vinh Sơn Ba, Vinh Sơn Sáu và cuối cùng là giáo sứ Ito thuộc xã Iokrai, huyện Iokrai, giáp với biên giới Campuchia. Thời tiết nơi đây khắc nghiệt do chịu ảnh hưởng khí hậu của hai miền trường sơn đông và trường sơn tây. Có đến đây mới thấy hết được vì sao người dân đói khổ, đất đai cằn cỗi, nắng cháy ra người. Anh chị em trong đoàn phải khuân vác những bao gạo, những thùng mì giữa nắng cháy để chuyển vào cho bà con. Mồ hôi nhễ nhại nhưng thấy được niềm vui của bà con là mọi người đều quên hết những mệt mỏi của chặng đường dài cũng như nắng gió. Kết thúc chuyến hành trình đầy mệt nhọc nhưng mang lại nhiều niềm vui, mọi người trong đoàn vẫn ao ước sẽ tiếp tục vận động để nhanh chóng đến với bà con nghèo khổ. Vatican đúc kết của cha Lombardi về cuộc gặp bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Chủ nhật 24 tháng 2 kết thúc cuộc họp về bảo vệ trẻ em vị thành niên trong giáo hội và sau thánh lễ tại hội trường Regia, cha Federico Lombardi, dòng tên người điều hành hội nghị đã cho các nhà báo biết về các bước tiếp theo của tòa thánh sẽ thực hiện và công bố một số tài liệu mới về vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội. Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha ra một tự sắc mới về bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương để tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống lại sự làm dụng tại giáo triều Roma và thành Vatican. Tự sắc này đi kèm với một đạo luật mới của quốc gia thành Vatican và những hướng dẫn cho tòa đại diện thành Vatican về cùng một chủ đề. Bộ Giáo lý Đức Tin xuất bản một số tay hướng dẫn giúp các giám mục trên thế giới hiểu rõ bổn phận và nhiệm vụ của họ. Thêm vào đó, theo tinh thần hiệp thông của Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng bày tỏ ý định ủng hộ việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm với những người có khả năng giúp các hội đồng giám mục và các giáo phận gặp khó khăn khi đối diện với các vấn đề và thực hiện những sáng kiến nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên. <laughs> mục điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau